Thưa quý vị, những năm qua, công tác chữ thập đỏ trường học được Hội chữ thập đỏ và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng triển khai nhiều chương trình phối hợp thiết thực hiệu quả. Trong đó, tập huấn kỹ năng cơ bản cần thiết về an toàn giao thông, sự cấp cứu phòng tránh tai nạn thương tích, có phần giúp cho các em điều chỉnh nhận thức hành vi của mình, xây dựng nếp sống văn hóa ứng xử văn minh trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Đây là hình ảnh tại hội thi tuyên truyền an toàn giao thông và sơ cấp cứu năm 2023 với sự tham gia của hơn 500 em học sinh đại diện cho 59 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, hội thi đã tạo nên một sân chơi bổ ích và thiết thực, mang đến cho các em học sinh trung học cơ sở kiến thức về văn hóa giao thông, những kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu phòng chống tai nạn thương tích, để biết cách tự sơ cấp cứu cho mình và cho bạn bè, người thân trong những trường hợp không may xảy ra tai nạn thương tích, tai nạn giao thông. Từ đầu năm khi mà bước vào năm học thì các thầy cô đã tổ chức một số buổi tuyên truyền về sơ cấp cứu cho toàn trường và mời những thầy cô chuyên viên để về giảng dạy cho chúng con. Và các thầy cô cho các con tập các bước sơ cấp cứu cơ bản nhất và gắn liền với cuộc sống thường ngày. Khi mà biết những kỹ năng về sơ cấp cứu thì con cảm thấy là mình tự tin hơn khi mà bước ra bên ngoài và con cảm thấy rất là vui vì mình được biết những cái điều rất là cơ bản. Xác định tập huấn sơ cấp cứu an toàn giao thông là một trong những công tác trọng tâm trong phong trào chữ thập đỏ trường học. Từ đầu năm đến nay, Hội chữ thập đỏ các cấp đã phối hợp ngành giáo dục tổ chức 46 buổi tập huấn và tuyên truyền dây cờ cho hơn 15.000 giáo viên, học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông. Bên cạnh đó, thành hội cũng đang xây dựng dự thảo huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu chữ thập đỏ cho giáo viên, học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mục đích quan trọng nhất vẫn là truyền thông, nâng cao nhận thức của học sinh về cái văn hóa giao thông, về có trách nhiệm về mà thực hiện cái luật an toàn giao thông và thay đổi dần dần để thay đổi nâng cao nhận thức và thay đổi cái hành vi trong thực hiện giao thông cũng như là thực hành các cái kỹ năng sơ cấp cứu và phòng tránh cái tai nạn thương tích mà đối với lứa tuổi học sinh là cái lứa tuổi mà cái nguy cơ nó nhiều hơn và các em cũng là lứa tuổi bị tổn thương nhiều nhất. Thông qua các chương trình phối hợp thiết thực, bổ ích, đã từng bước giáo dục lòng nhân ái, giá trị nhân đạo, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cần thiết cho thanh niên, thiếu niên và học sinh, xây dựng môi trường học tập và rèn luyện phong phú, tạo điều kiện cho các em được tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.